Hai năm vừa qua, dịch bệnh COVID-19 hoành hành khiến bao gia đình gặp khó khăn. Những chuyến hàng hỗ trợ, sự ủng hộ quyên góp bằng cả tiền và hiện vật đã trở nên quen thuộc trên khắp mọi miền của cả nước cũng như tỉnh Hưng Yên. Những tấm lòng, sự sẻ chia, những việc làm đầy ấm áp và tử tế ấy đã và đang là nguồn sức mạnh vô giá cùng cộng đồng vượt qua đại dịch. Đối với chúng tôi thì cũng rất là hạnh phúc là được sum vầy với gia đình, nhưng mà còn các chiến sĩ, các bác sĩ nơi tuyến đầu thì còn phải làm cái công tác chống dịch, cho nên là tham gia vào cái hoạt động gói những cái chiếc bánh chưng, không chỉ là để gửi đến các bác sĩ nơi tuyến đầu những cái món quà mà còn gửi gắm cả vào trong đó những cái tấm lòng, những cái tình cảm và cái sự mong mỏi, sự bình yên cho mọi người cho cái dịp Tết này. Đó cũng là tinh thần chung của đông đảo chị em giáo viên trường Trung học phổ thông Hưng Yên khi tham gia chương trình Tết ấm tình hội xuân trao yêu thương, trao gửi bánh chưng đến lực lượng tuyến đầu trong Tết này do tỉnh hội phụ nữ phát động. Thông điệp bánh chưng xanh đẩy nhanh Covid đã được trao đến tận tay những người đang ngày đêm chống dịch để đảm bảo sức khỏe và bình yên cho mọi người. Đây chỉ là một trong hàng loạt các hoạt động nhân ái, sẻ chia giữa đại dịch của chị em phụ nữ toàn tỉnh trong suốt năm qua. Hàng trăm chuyến xe chở nhu yếu phẩm được gửi đến các khu cách ly, phong tỏa để chung tay phòng chống dịch. Hàng chục tấn nông sản của bà con trong vùng dịch được kịp thời tiêu thụ. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, chung tay, linh hoạt sáng tạo trong các hoạt động sẻ chia để vơi đi những khó khăn, cộng thêm những niềm tin, hy vọng giữa dịch bệnh. Trong những lúc khó khăn này thì thật ra thì cái tấm lòng nó là chính, còn cái vật chất thì đôi khi là có những đơn vị nhiều ít, nhưng chúng ta cùng chung tay cùng đóng góp thì nó sẽ tạo nên cái sức mạnh cộng đồng. Và nhờ cái sức mạnh cộng đồng đấy thì mình nghĩ là đối với những cái khó khăn, những cái dịch bệnh trong thời khắc này thì không chỉ riêng tỉnh Hưng Yên mà các cái đơn vị tỉnh bạn khác thì mình cũng sẽ vượt qua được. Trong suốt 2 năm vừa rồi thì chúng tôi luôn nhận được cái sự đồng cảm, sự chia sẻ, sự ủng hộ của rất nhiều các tổ chức và cá nhân liên quan vấn đề mà cái bảo hộ trong các phòng chống dịch. Đây là cái điều kiện tiên quyết để chúng tôi vừa phục vụ tốt nhưng cũng tránh được cái sự lây lan. Dịp Tết Nguyên Đán này được sự ủng hộ của các tổ chức và cá nhân thì mặc dù là xa nhà nhưng chúng tôi cũng có những hương vị ngày Tết, cũng có những cành đào, cây quất, cũng có những chiếc bánh chưng. Đây là cái niềm động viên rất lớn đối với cán bộ y tế chúng tôi. Hình ảnh những bữa cơm nghĩa tình của chị em phụ nữ huyện Khoái Châu, những tấm chăn ấm của đoàn viên thanh niên các đơn vị gửi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh những ngày phong tỏa giữa mùa đông lạnh. Hay những túi gạo, lương thực thực phẩm người dân huyện Yên Mỹ gửi đến các hộ dân trong khu cách ly. Họ đã viết lên những câu chuyện đẹp giữa mùa dịch. Những câu chuyện ấy sẽ còn tiếp tục được lan tỏa, được nhân lên với hy vọng dịch bệnh sớm được đẩy lùi, nhịp sống trở lại bình thường. Và mùa xuân mới sẽ lại mang đến những điều may mắn, hạnh phúc mới đến với mỗi người.